Chào các bạn, clip này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tự phân biệt được một con nào là dạng công, dạng thủ, kỹ, khống chế hay là hồi máu. Thì cách phân biệt rất là đơn giản. Đầu tiên, các bạn có thể biết được nó là dạng nào dựa theo phần duyên của nó, đó là dòng cuối cùng. Dòng cuối cùng của Rayquaza đó là cộng thêm 7,5% crit rate, đó chính là tỷ lệ bạo kích. Những con dạng công thì hầu như là nó sẽ tăng cái tỷ lệ bạo kích ở dòng cuối duyên rồi. Và khi các bạn lên level cao thì nó sẽ tăng hiện ra phần potential như thế này. Với dạng công thì nó sẽ có hình ảnh kiểu như thế này để các bạn phân biệt. Với dạng công này thì cái dòng potential nó sẽ tăng thêm cho bản thân nó, đó là tỷ lệ bạo kích và sát thương bạo kích. Các đòn tấn công của nó sẽ tăng thêm nộ này, tăng thêm song công và bắt đầu trận đấu sẽ được tăng thêm sát thương và bỏ qua thủ của địch. Thì đó là chủ đặc trưng của dạng công. Tiếp đến là dạng thủ. Dạng thủ thì cái dòng duyên cuối của nó thì là cộng thêm 7,5% giảm thương. Và potential của nó sẽ kiểu như thế này. Với dạng thủ này thì nó sẽ tăng thêm cho bản thân nó đó là tỷ lệ đỡ và sức mạnh đỡ. Và các đòn tấn công của nó thì sẽ tăng thêm cho bản thân đó là song thủ này, và bắt đầu trận đấu được tăng thêm giảm thương về tỷ lệ đỡ. Dạng thủ thì chuyên về tỷ lệ đỡ rồi, và khi bị đánh thì lại hồi thêm nộ. Về dạng kỹ, dạng tiếp theo đó, đây là ba dạng chính ở trong game này. Nó sẽ chia làm hai trường phái: dạng kỹ thiên về hỗ trợ cho team và dạng kỹ thiên về các hiệu ứng bất lợi dành cho địch. Về dạng kỹ thì potential nó sẽ kiểu như thế này. Dạng kỹ này thì nó sẽ tăng đam ulti và giảm sát thương đam ulti. Và từ lượt thứ 3 thì có khả năng nó sẽ được cộng thêm nộ trước khi hành động này, và tăng thêm sát thương cho bản thân khi ra đòn tấn công. Và từ lượt trong 3 lượt đầu, bắt đầu từ lượt thứ 3 thì tăng thêm cho bản thân đó là sát thương và giảm thương. Với dạng thủ thì tăng thêm về song thủ và tỷ lệ đỡ. Với hệ kỹ thì tăng thêm sát thương và giảm thương và đòn ulti. Về duyên của dạng kỹ thì nó cũng tương tự với dạng thủ, đó là tăng thêm 7,5% giảm thương, 7,5% dam reduction này. Dạng tiếp theo đó chính là dạng hồi máu kiểu như xây min. Duyên của nó cũng y như hai dạng thủ và kỹ, đó là cộng thêm 7,5% giảm thương. Potential của dạng hồi máu này nó sẽ kiểu hình dáng như thế này. Với tính năng của cái potential đó là có 60% tỷ lệ đó là hồi thêm nộ cứ khi mỗi lượt kết thúc. Và đây phần này, đó là tăng thêm tỷ lệ hồi máu của bản thân khi mà ra đòn tấn công. Và bắt ở trong 3 lượt đầu khi bị tấn công thì tăng thêm 4% song công và 4% song thủ được cộng dồn, đó chính là hệ hồi máu. Và hệ hồi máu thì lại tăng thêm cho chính nó cái hiệu ứng, đó là tỷ lệ hồi máu và sát thương và giảm thương. Cuối cùng ở trong game này đó chính là dạng khống chế. Dạng khống chế thì cái phần duyên cuối của nó sẽ cộng thêm phần sát thương. Và bộ potential sẽ kiểu như thế này. Với dạng khống chế thì tính năng của nó đó là trước khi trận đấu bắt đầu nó sẽ được hồi thêm một lượng nộ để dạng khống chế có thể nộ được ở ngay lượt 2. Và nó sẽ tăng thêm cái tỷ lệ miễn nhiễm khống chế khi nó ra đòn tấn công. Và dòng trong 2 lượt đầu tăng thêm cho bản thân đó là tỷ lệ khống chế và miễn khống chế. Thì đó là đặc trưng của cái dạng khống chế này. Thì mình đã giới thiệu qua để các bạn có thể tự phân biệt được con nào là dạng khống chế. Có 5 dạng chính trong game rồi. Thì với S cộng hay S Pokemon nào cũng tương tự như vậy. Các bạn có thể xem qua cái bảng như thế này để có thể phân biệt được. Và tiếp theo đó là quà và trang bị theo hệ. Ví dụ ở trong này nó sẽ chia ra làm 6 nhóm. 6 nhóm này thì mỗi nhóm nó sẽ có 3 hệ. Ví dụ cho các bạn thấy đó chính là hệ rồng nhé. Hệ rồng thì quà sẽ như thế này. Và trang bị thì nó sẽ như thế này. Cũng giống như Rayquaza. Rayquaza cũng là hệ rồng trước. Thì quà và trang bị cũng tương tự. Với hệ rồng này và có một hệ nữa, đó là hệ tiên và hệ lửa, thì nó cũng sẽ sử dụng chung quà của giống như của Rayquaza hay là Kyurem. Thì các bạn có thể thông qua cái bảng như thế này
để các bạn có thể biết được đó là S cộng nào sử dụng quà như thế nào. Sẽ giới thiệu một vài cái khung để các bạn hướng tới nếu các bạn muốn sưu tầm như mình. Khi bạn có Mega Rayquaza thì sẽ được cái khung như thế này. Một cái khung không phải là đến nỗi quá đặc sắc. Đến khung của con Brahmin Gaudon nó sẽ như thế này. Brahmin Gaudon thì có thể nó sẽ xuất hiện vào bản tiếng Anh tháng 11 tới. Cái khung của nó rất ổn này. Và tiếp theo sau đó đến sinh nhật game lần thứ 2 của bản tiếng Anh thì Brahmin Gaudon xuất hiện và đây là khung của nó. Trở lại với cái bit ua đó là Jiachi. Xong thì sẽ đến một con hệ thép thủ, đó là con Man Metal và đây là cái khung của nó. Nhưng mình nghĩ là bit ua của con Man này sẽ rất ít người chơi bởi vì họ sẽ dồn cho con tiếp theo sau đó, đó là chính là con Y. Y thì nó sẽ tốt ở ban đầu nhưng mà cái khung của nó thì mình phải nói là không ấn tượng cho lắm, xấu. Và sau Y sẽ có đến một con, đó là con Celebi và đây là khung của nó. Thì mình lúc đấy rất là khoái, dành cho những ai mà đam mê cái kiểu dễ thương. Và sau Celebi sẽ là đến một con nữa, đó là con Jensek, một con hệ thép tấn công dành cho hệ thép này. Sau Gen rồi thì sẽ đến một con của con Zelra. Khung của Zelra nó như thế này, không ấn tượng cho lắm. Và bắt đầu sau con Victini là cái khung của nó 10, 50 và 100%. Tiếp theo sau Gigade sẽ là một con bậc 600, đó con Masadao. Khung của nó cũng xấu. Manaphy. Khung của Manaphy cũng đẹp này. Nhìn rất là kiểu như là sang trọng. Cùng với cả con X. Đấy là hai cái khung mình thấy khá là huyền ảo. Còn nếu các bạn lên được Asgardinja thì sẽ được cái khung như thế này. Nhưng thực ra là mình cũng không dùng. Cứ nhìn thấy con Asgardinja nó cứ chỉnh cái mông trước mặt thì không thích lắm. Tiếp đến, sau đó là đến Son Galeo xuất hiện. Đây là cái khung của Son. Cũng tạm ổn. Và sau Son là đến một con Magena. Và sắp tới mình đang đợi đó là con khung của con Volcanion. Thì đó là toàn bộ những khung sắp tới các bạn có thể lấy được nếu các bạn đua thắng được top 1 bit ua hoặc là lên mega.